Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chúng ta cùng tham quan lớp học nail của khóa học K34 Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Vaccine chi nhánh Hồ Chí Minh nhé. Hiện tại thì thời gian đã rất là trễ rồi, nhưng mà các bạn học viên vẫn đang cố gắng học thêm giờ để hoàn thành nốt những cái mẫu mà giáo viên đã ra nha. Các bạn có thể quan sát đây là tất cả những cái mẫu mà các bạn học viên sẽ được học nhé. Đây là mẫu của bạn Vui. Hiện tại thì bạn đang học tới Vân Đá rồi nhé. Học viên rất là nhỏ nhắn nhưng mà rất là khéo tay. Tại đã đang là giờ nghỉ trưa cho nên các bạn học viên của lớp học phương xăm đang nghỉ để chuẩn bị ăn trưa nha. Này mới học mới có sỏ nét thôi mà bé quá trẻ quá đấy. Đây là bạn học viên mới học tới cọ nét nhé. Các bạn quan sát có thể thấy là những cái mẫu cọ nét rất là đa dạng và sinh động.
Rồi mình xin kết thúc live tại đây ạ. Chúc mọi người một buổi trưa thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.